Sau hàng nhà đầu địa xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng chiếc máy lọc không khí hàng VIP Panasonic VG70. VG70 các bác nha. Ở đây là một cái con máy VIP nhất trong phân khúc tại thời điểm ra mắt. Nó được ví như một cái chiếc xe máy SH đấy ạ. Các bác lưu ý là như vậy. Dòng máy lọc không khí mình mua thì nó có rất nhiều model, nhưng mà đây là một cái model cao cấp nhất. Lúc ra mắt là model cao cấp nhất các bác nha. Các bác lưu ý là như vậy. Nó đầy đủ tất cả các cái công nghệ hiện đại nhất của một con máy. Hình thức con này thì màu đen, còn khá ok, mọi thứ xuất sắc nhẹ, chuyển theo thời gian thôi, chứ không có vấn đề gì vỡ hết gì cả, máy vẫn rất là đẹp. Đặc biệt giá rất là rẻ quá nha, chưa bao giờ là không khí rẻ với cờ lại có 3 triệu đâu, em bán 3 triệu thôi. Đấy, giá có 3 triệu đấy, các bác nào tranh thủ mà mua giá rất là hợp lý. Đấy, con này thông số đây cho các bác xem, giá có 3 triệu rất rẻ luôn. Sản xuất năm 2011 các bạn này. Các bác lưu ý nha, các bác đừng đẩy vào cái đét này làm cái gì cả. Lọc không khí người ta không quan trọng cái đét đâu, quan trọng là các bác là cái máy VIP hay không thôi, đủ cảm biến hay không. Đấy, bọn sáp đét rất cao nhưng mà còn máy cỏ thôi ạ. Bọn này nó là máy VIP luôn. Bọn này là 66W dùng cho phòng 50m này, điện 100V. Thì em đã đấu điện 220V rồi nhé. Em đấu sẵn điện 220V bên trong rồi. Đấy, trên máy thì là có cảm biến khóa cho em này, giữ 3 giây thì nó khóa. Đấy, giữ 3 giây thì mở. Đây, báo độ ẩm này, phần trăm độ ẩm, hẹn giờ, Eco Navi, cảm biến ánh sáng, điều chỉnh cửa dâng này, cửa vẫy này, điều chỉnh tốc độ lọc này, có 3 chế độ là không khí, bù ẩm này, cảm biến ánh sáng, cảm biến dò chuyển động này. Cái cảm biến này là chỉ có phân khúc máy ở Panasonic là chỉ có máy cao cấp nhất thì mới có nhé. Ví dụ trong một cái loạt xe máy các bác thì chỉ có SH mới có thôi, còn các cái con quay gì mà không có cái tính năng này đâu ạ. Nó phát hiện người vào trong phòng. Đấy, khi không có người trong phòng thì nó sẽ tự động nó giảm tốc độ máy lọc đi để giảm tối đa lượng điện tiêu thụ. Đấy là cái tính năng của nó. Về con này thì em đã thay màng mới rồi. Màng mới tinh các bác nhé, các bác về là chỉ được dùng thôi chứ không còn phải thay màng nữa. Đấy, màng mới tinh luôn, chạy luôn đi lông cho các bác nhé. Đấy, màng than hoạt tính bọn này rất là to, khử mùi rất tốt luôn. Khử mùi thì Panasonic đó là đứng đầu luôn, vì than nó rất là to. Cái than đấy các bác có thể rửa được, còn màng này thì mình mang xịt bụi thôi. Đấy, màng vẫn để nguyên ni lông, nhiều bác thích để nguyên vậy các bác tự bóc cho nó sạch. Đấy, giá 3 triệu rất hợp lý ạ, quá rẻ luôn cho một con VG70. Giờ này giá rồi là không khí tốt quá. Bên đây là bình nước bù ẩm đó nhá, máy đầy đủ công nghệ bù ẩm luôn, màng tàu ẩm zin này còn rất là đẹp. Đây là nó chuyển màu do về vấn đề nước thôi các bác nhé, còn không ảnh hưởng gì nhá. Cái màng này thì dùng vĩnh viễn không bảo phải thay đâu. Đấy, khay nước còn rất là đẹp này. Đấy, các bạn nào thích lấy các bạn liên hệ nhé. Giá 3 triệu đã đấu đổi điện 220V, chưa có phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc. Xin chào các bạn.